Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với sự kiện văn hóa đường phố Sài Gòn Urban Night 2014, nơi các bạn trẻ, đặc biệt là những tín đồ hip hop, sẽ được trải nghiệm rất nhiều những hoạt động thú vị như là vẽ graffiti, này, beatbox, trượt ván, thi đấu breakdance đối kháng. Đặc biệt có rất nhiều khách mời nổi tiếng như là Karik, Suboy, breakdancer Việt Max và những DJ tên tuổi sẽ làm cho đêm nay nóng càng nóng hơn. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy cùng đi nha. Đây là chương trình bao gồm rất nhiều khía cạnh của hip hop, ví dụ như là breakdance, skate, DJ và rap, thì nó giúp kết nối tất cả các bạn trẻ lại với nhau. Mình cảm thấy ấn tượng nhất ở chương trình này, ngoài cái không khí sôi động ra thì còn có phần thi nhảy rất là hấp dẫn. Đến với Sài Gòn Urban Night 2014, khách tham dự sẽ có những khoảng thời gian vui vẻ, mặc sức thể hiện mình và hòa mình vào bầu không khí sôi động được tạo nên bởi các nghệ sĩ và các DJ danh tiếng, cùng với những màn thi đấu đầy kịch tính. Và đó chỉ mới là sự bắt đầu mà thôi. Trong hoạt động ngày hôm nay thì thực sự là mình rất là ấn tượng về các bạn của skater, bởi vì là đây là một cái bộ môn rất là mạo hiểm, một trong những bộ môn rất là hay của X Games, và phải nói rằng là phải những cái bạn nào rất là dũng cảm và rất là mạo hiểm, mà cũng như là dám thử thách với chính bản thân mình mới có thể chơi được cái trò chơi này. Xin chào Yan TV, đây là Suboy. Hip hop ở Việt Nam thực sự rất là nhiều người giỏi. Su cảm thấy có rất là nhiều rapper trẻ, thì Su mong là những rapper trẻ cũng sẽ cố gắng để đưa hip hop được lên cao hơn. Và phần thi breakdance chính là phần thi đấu sôi động nhất, phần thi của những vũ điệu chống lại mọi quy luật vật lý và kể cả trọng lực, để xem ai là người thắng cuộc và để xem cách họ hòa mình vào âm nhạc và thỏa sức đam mê như thế nào nha. Let's go. Cảm xúc của tụi mình bây giờ rất là hạnh phúc, vì tụi mình chỉ tập luyện trong vòng có 2 tuần trước khi biết thông tin giả này trên Facebook, thì bọn mình đã nỗ lực rất nhiều để đạt được thành công hôm nay. Tinh thần và tình yêu dành cho hip hop, dành cho văn hóa đường phố của các bạn trẻ, và tinh thần ham muốn thể hiện của các bạn trẻ cũng sẽ không bao giờ tắt. Và đó chính là tiêu chí của Sài Gòn Urban Night 2014. Và chắc chắn trong tương lai sẽ còn những chương trình còn hoành tráng hơn như vậy nữa. Còn bây giờ thì tạm biệt. Peace.